Theo tin đồn, Nissan Kicks sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong năm nay, rất có thể là ngay trong tháng 6 tới. Trong khi đó, ở những thị trường khác như Thái Lan, mẫu SUV cỡ B này đã trình làng từ năm 2020. Khi về Việt Nam, Nissan Kicks sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Honda HR-V, Toyota Corolla Cross, Kia Celtis và Hyundai Creta. Giá xe Nissan Kicks tại Việt Nam dự kiến khởi điểm từ 650 triệu. Nếu đúng như vậy, mẫu SUV hạng B này sẽ có giá tương đồng với hai đối thủ Hyundai Creta và Kia Celtis đồng thời rẻ hơn Honda HR-V cũng như Toyota Corolla Cross. Vậy, mẫu SUV cỡ B này có gì để thu hút khách hàng Việt Nam trong thời gian tới? Cùng tìm hiểu điều đó qua những đánh giá chi tiết dành cho Nissan Kicks. 1. Thiết kế ngoại thất. Nissan Kicks dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới trên thực tế là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Trước đó, mẫu SUV hạng B này đã ra mắt những thị trường khác trên thế giới từ năm 2016. Ở phiên bản nâng cấp, Kicks được cải tiến đáng kể trong thiết kế ngoại thất theo phong cách trẻ trung và hiện đại hơn. Trong đó, đáng chú ý hơn cả là thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt V-motion đặc trưng của thương hiệu Nissan. Lưới tản nhiệt này đã được tăng kích thước so với trước, đi kèm mắt lưới đa điểm màu đen và viền mạ chrome bao quanh. Bên cạnh đó là cụm đèn pha LED mới với thiết kế dài hơn và sắc sảo hơn. Ngay cả cản trước của xe cũng được làm mới để phù hợp với lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn. Ở hai góc đầu xe còn có hốc đèn sương mù nằm dọc. Ở thị trường Thái Lan, mọi phiên bản đều dùng hệ thống đèn LED phía trước, từ đèn pha, đèn định vị ban ngày đến đèn báo rẽ. Trong khi đó, đèn pha với tính năng chỉnh luồng sáng và đèn sương mù trước chỉ dành cho bản cao cấp. Trái với đầu xe, thiết kế sườn không thay đổi nhiều. Xe được trang bị các cột màu đen, tạo hiệu ứng nóc lơ lửng hợp mốt, nẹp thân xe bằng nhựa màu đen nhằm tăng vẻ hầm hố và vành hợp kim 17 in, sơn phối hai màu thể thao. Riêng bản cao cấp sẽ có thêm nẹp trang trí màu bạc trên cửa và gương ngoại thất tích hợp đèn báo rẽ. Đằng sau được bổ sung cản va mới, đi kèm nẹp màu đen tương tự những người anh em cùng thương hiệu như Anera hay Xtreo. Thêm vào đó là tạo hình boomerang mới bên trong cụm đèn hậu, tích hợp đèn báo rẽ và đèn lùi dạng LED. 2. Thiết kế nội thất. Dù có kích thước nhỏ hơn một số đối thủ, bao gồm chiều dài 4.290mm, chiều rộng 1.760mm, chiều cao 1.615mm và chiều dài cơ sở 2.615mm, nhưng Nissan Kicks vẫn sở hữu không gian nội thất 5 chỗ ngồi tạo cảm giác khá rộng rãi, thoáng đãng, theo đánh giá, việc ra vào hàng ghế trước của mẫu SUV cỡ B này khá thuận tiện vì cửa có độ mở rộng. Việc ra vào hàng ghế sau thậm chí còn thoải mái hơn cả Nissan Juke, vì độ nửa trên có độ mở lớn hơn nhiều mẫu crossover khác trên thị trường. Đây chính là một trong những ưu điểm lớn của mẫu xe này. Tuy nhiên, có một điều khá bất tiện đó là khi mở khóa cửa. Tương tự các đối thủ, mẫu xe này cũng có tính năng mở cửa không cần chìa khóa. Thế nhưng, để có thể mở khóa cửa Người dùng vẫn phải bấm vào nút màu đen hình tam giác trên tay nắm cửa. Trong khi đó, với các mẫu SUV cỡ B khác, người dùng chỉ cần kéo tay nắm cửa là có thể mở ra. Bước vào bên trong, người dùng sẽ bắt gặp ghế không trọng lực zero gravity phía trước, tương tự loại dùng cho Anera mới, có tác dụng mang đến tư thế ngồi tự nhiên cho người dùng. Nhờ đó, người ngồi trên ghế sẽ có cảm giác thoải mái và giảm sự mệt mỏi trên hành trình dài. Tuy nhiên, trong quá trình trải nghiệm vẫn có cảm giác mỏi lưng khi đi đường dài. Bên cạnh đó, bệ tỳ tay trên cửa của xe bị đặt ở vị trí hơi thấp. Cũng giống như nhiều mẫu xe Nissan khác, bệ tỳ tay này khá rộng, gây khó khăn cho người lái khi với tới nút chỉnh độ cao thấp của ghế. Trong khi đó, hàng ghế sau của xe có thể gập 640 với đệm dày và mềm mại. Tuy nhiên, so với một số đối thủ như Toyota Corolla Cross, ghế sau của Kicks bị đặt thấp hơn. Thiết kế này sẽ không ảnh hưởng gì đến trẻ dưới 15 tuổi và người có thể hình nhỏ con. Trong khi đó, Người trưởng thành khi ngồi ở ghế sau có thể sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Phía sau hàng ghế thứ hai là khoang hành lý có thể tích 400 lít, đủ để chở 4 chiếc vali cỡ em, nếu ghế sau gập xuống, thể tích khoang hành lý sẽ tăng lên 1730 lít. Bên dưới sàn khoang hành lý là bộ dụng cụ kéo xe hoặc sửa lốp và không có lốp dự phòng. Tương tự ghế trước, mặt táp lô có thiết kế rất giống với Anera mới. Điều này được thể hiện qua vô lăng ba chấu. Vát đáy thể thao, bảng đồng hồ với màn hình màu TFT 7-in, cửa gió điều hòa trái phải hình tròn, màn hình trung tâm và khu vực chỉnh điều hòa. Trên vô lăng có những phím chức năng như chỉnh âm lượng, chỉnh màn hình đa thông tin trong bảng đồng hồ, và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở bản cao cấp. Ở bản cấp thấp, Nissan Kicks chỉ có radio FM, hiển thị qua một màn hình kỹ thuật số nhỏ, cổng USB, cổng AUX, kết nối Bluetooth và 4 loa. Trong khi đó, bản cao cấp có thêm màn hình cảm ứng 8 in, hỗ trợ Apple CarPlay và 6 loa. Theo đánh giá chất lượng âm thanh của bản cao cấp chỉ, ở mức vừa đủ nghe và tiếng bass chưa rõ. Những trang bị đáng chú ý tiếp theo bao gồm tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời và hai cổng USB dành cho hàng ghế sau. Đáng tiếc là ngăn chứa đồ có nắp che ở giữa hai ghế trước quá nhỏ và bệ tỷ tay trung tâm thấp nên bất tiện khi sử dụng. Cũng giống như xe ở Thái Lan. Nissan Kicks tại Việt Nam sẽ được trang bị hệ chuyển động e-power, bao gồm máy xăng 3 xi lanh, dung tích 1.2 lít, sản sinh công suất tối đa 79 mã lực và mô men xoắn cực đại 103 Nm. Động cơ này đóng vai trò như máy phát điện dành cho cụm pin 1.57 kW nằm bên dưới ghế trước. Cụm pin kết hợp cùng mô tơ điện với công suất tối đa 129 mã lực và mô men xoắn cực đại 260 Nm chuyển động tới cầu trước. Nói cách khác, Động cơ xăng kể trên không đóng vai trò truyền động cho xe. Với hệ truyền động này, người dùng sẽ không cần phải lo đến chuyện tìm chỗ sạc điện cho xe. Khi dung lượng pin giảm xuống còn khoảng 40%, bộ biến tần sẽ kích hoạt động cơ để sạc pin. Khi dung lượng pin đạt mức 90%, động cơ sẽ tự động ngắt. Với hệ truyền động này, người dùng vẫn cần đưa xe đi bảo dưỡng như ô tô máy xăng thông thường, tức là sau mỗi 6 tháng hoặc 10.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Ngoài ra, việc xăng số trên mẫu xe này cũng giống như hộp số tự động thông thường. Khi vận hành thực tế mang, đến cảm giác không khác gì những chiếc xe đen được trang bị động cơ 2 lít. Thậm chí, mẫu SUV cỡ B này còn tăng tốc rất nhanh, có thể gây ấn tượng mạnh với những ai chưa từng lái xe thể thao. Điểm mạnh của Nissan Kicks chính là khi động cơ xăng không hoạt động, nội thất sẽ yên tĩnh không khác gì ô tô điện thực thụ. Ngay cả khi xe bật động cơ và đứng yên, tiếng ồn vẫn thấp hơn so với Anera. Khi chạy trên đường, Nissan Kicks được đánh giá là có độ ồn thấp hơn Toyota Corolla Cross. Cuối cùng là khả năng tiết kiệm xăng khá ấn tượng của Nissan Kicks. Đo đạc thực tế cho thấy mẫu xe này tiêu thụ lượng xăng trung bình khoảng 5 lít 7 trên 100 km. Với bình xăng 41 lít, xe có thể chạy được quãng đường từ 450 đến 550 km, tùy thuộc vào tốc độ. Hiện thông tin về trang bị an toàn tại Việt Nam chưa được hé lộ. Tuy nhiên, xe tại Thái Lan có những tính năng an toàn như bốn phanh đĩa. 6 túi khí, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo khi người lái mất tập trung, phát hiện cảnh báo vật thể trên người di chuyển, camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phát hiện điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi thích hợp phanh tự động. 3. Kết luận. Theo đánh giá Nissan Kicks là mẫu xe phù hợp với những ai sống ở thành phố hơn cả. Mẫu xe này có những điểm mạnh như khả năng tăng tốc hàng đầu phân khúc, kích thước phù hợp với đô thị, dễ xoay sở và nội thất tạo cảm giác rộng rãi. Bên cạnh đó, vẫn còn có một số nhược điểm cần khắc phục như động cơ xăng khá ồn, chất liệu nội thất chưa xứng với giá tiền và pin dung lượng thấp. Dù sao, với hệ chuyển động e-power, Nissan Kicks cũng hứa hẹn mang đến những trải nghiệm lái mới lạ cho người dùng, nhất là những ai chưa từng lái ô tô điện, xe cộ, xxxx.